Chào mừng các bạn đã quay trở lại với điện tử thực hành NVT. Trước hết, bước sang năm 2018 thì NVT xin chúc các bạn một năm mới có nhiều sức khỏe. Thứ hai là làm được thật tốt những cái mục tiêu và dự định ở trong học tập cũng như là công việc của các bạn trong năm 2018 này một cách thật là tốt đẹp. Kế đến thì trong video này NVT sẽ tiếp tục series về điện tử cơ bản. Tôi cũng không nhớ rõ điện tử cơ bản thăng bao nhiêu nữa, nhưng tí nữa tôi sẽ lục lại và sẽ kiểm tra lại xem là đã đến bài nào rồi. Thì nếu mà các bạn nào theo dõi kênh của NVT từ lúc ban đầu thì sẽ thấy rằng là tất cả những cái chương trình video của NVT đã nói ra thì nó sẽ bắt đầu từ cái cơ bản nhất dành cho những người mới làm quen, rồi dần dần sẽ nâng cao hơn cho đến trở thành nó có một cái nền tảng để có thể hiểu được những cái phức tạp. Hôm nay bước sang năm 2018 thì NVT sẽ trình bày một video về nguồn điện. Đây cũng là một cái video về đầu tiên trong cái series điện tử cơ bản. Đó là điện tử cơ bản thăng 1 nói về nguồn điện. Tuy nhiên thì video này sẽ nói một chút có sự khác biệt, đó chính là nguồn điện về cái vấn đề về nguồn dòng. Đối với những người sửa chữa thì nguồn dòng này thường sẽ được ít người quan tâm. Tuy nhiên thì để một người sửa điện cũng như thiết kế điện thì phải hiểu thêm một phần ở đó về cái nguồn dòng này để có thể hiểu hơn trong các cái phân tích trong điện. Vậy là nguồn dòng là gì và tại sao nguồn dòng được có mặt ở rất nhiều mạch điện trong thực tế thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong video này. Ok. Trước hết thì các bạn sẽ để ý ở đây một cái tải muốn hoạt động được, hay một cái mạch điện nào đấy muốn hoạt động được thì cần trước hết là phần phải có một cái mạch nguồn đã. Đây là cái tải. Và nó muốn hoạt động được thì cần phải cấp một mạch nguồn cho nó. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy một cái mạch nguồn cơ bản ở trong cuộc sống, chẳng hạn như là các cái mạch biến đổi nguồn tuyến tính qua biến áp, hoặc là đơn giản là dùng pin, ắc quy, máy phát điện. Còn hôm nay chúng ta sẽ nói về nguồn dòng. Vậy là nguồn dòng là gì? Thì trước hết chúng ta sẽ quay trở lại với cả một nguồn điện áp nha. Khi chúng ta đặt vào cái tải này, chúng ta sẽ quay trở lại bên phải, bên trái của tôi là đang trình bày về cái nguồn áp và cái này là nguồn dòng. Thì với hai cái nó sự khác biệt như thế nào? Đây là sơ đồ một mạch điện bình cơ bản trong các cái mạch điện vật lý về điện cơ bản nhất. Về định luật ôm ấy, thì các bạn sẽ thấy là khi một tải này được móc với cả một nguồn điện có hiệu điện thế V này thì nó sẽ sinh ra một dòng điện là I. Theo định luật ôm thì I sẽ bằng cái hiệu điện thế U. Ở đây chính là cái nguồn điện V này, nó có một hiệu điện thế U và chia cho R. Trong đó là R là tổng trở của tải. Thì cái nguồn này, trong các cái nguồn mà chúng ta học thì cái nguồn này nó là một cái hằng số. Đây, V là một hằng số có một cái hiệu điện thế, nó sẽ không đổi theo thời gian. Lúc đó I sinh ra nó nhỏ hay lớn ấy phụ thuộc vào tổng trở của tải, tức là phụ thuộc vào tổng trở tải mang ngoài. Đấy, nếu mà tổng trở lại càng lớn thì I nó sẽ là càng nhỏ theo. Và nếu mà tổng trở của tải này nhỏ thì cái I nó sẽ lớn theo. Đó chính là cái nguồn áp của chúng ta mà thường thấy ở trong các sơ đồ mạch điện ấy. Thì đơn giản là các bạn thấy là cái hiệu điện thế của nó không đổi và cái I của nó sẽ biến đổi phụ thuộc vào tổng trở của tải. Ok. Đấy, rất là đơn giản thôi, không có cầu kỳ khó hiểu gì cả. Và bây giờ đến nguồn dòng. Cái nguồn áp này các bạn thấy phổ biến nó, chẳng hạn như là ắc quy chẳng hạn. Đấy, những cái bộ mạch nguồn nguồn áp chẳng hạn, những cái bộ nguồn xung bên ngoài đó đều là những cái nguồn áp cả, rất phổ biến trong thực tế. Thì còn cái nguồn dòng thì sao? Sơ đồ nguồn dòng, ký hiệu nguồn dòng thì nó thường là ký hiệu như này.
vào chữ Y đây, nó sẽ bơm ra một cái dòng điện Y không đổi theo thời gian. Ở đây Y là một hằng số và không đổi, không phụ thuộc vào tải. Tuy nhiên thì cái hiệu điện thế rơi trên tải, cái hiệu điện thế rơi trên tải đấy, cái hiệu điện thế là rơi trên tải này, nó sẽ biến đổi, tức là cái V này cái bọn nó sẽ biến đổi phụ thuộc vào tổng trở của tải. Nhớ là cái dòng này nó bơm ra qua tải không đổi nhá. Đấy, chính vì lý do đó thì người ta gọi nó là nguồn dòng. Và nếu các bạn sẽ thấy là trong một cái bộ nguồn hoặc cái mạch nguồn nào, đấy là cái nguồn ổn áp, thì các bạn hiểu chữ CV, tức là constant voltage, là điện áp là một hằng số. Và cái nguồn dòng ấy, thường có chữ là CC, constant current, này, tức là cái dòng điện của nó là một hằng số không đổi. Tuy nhiên đối với một cái nguồn dòng thì cái hiệu điện thế sinh ra rơi trên tải nó sẽ thay đổi được, phụ thuộc vào cái tổng trở của tải đấy. Còn dòng tải mắc thế nào thì dòng nó sẽ cứ cho phép chảy qua trong một cái ngưỡng nào đấy, phụ thuộc vào cái bộ nguồn. Đấy, cái bộ nguồn, cái áp, bản thân cái nguồn dòng này, bản thân cái mạch nguồn dòng này là nó có một cái áp tối đa mà nó có thể cung cấp được cho gia tải. Nếu mà cái dòng điện của chúng ta mà nhân với cái tổng trở của tải mà vượt qua cái điện áp của nó bơm ra được ấy, thì cái nguồn đấy nó bị quá hạn giới hạn rồi. Còn trong cái khoảng hoạt động của điện áp nó cho phép hoạt động nhá, thì cái áp của nó sẽ thay đổi và Y của nó sẽ là một hằng số. Tí nữa tôi sẽ minh họa cho các bạn bằng một cái mạch nguồn cụ thể thì các bạn sẽ nhìn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Ở đây, tại sao lại có hai cái nguồn này và tại sao cái nguồn dòng nó lại được ứng dụng? Đó là vì lý do này. Nếu các bạn sử dụng một cái nguồn áp, một cái nguồn áp như này mắc cho tải qua một cái hệ thống dây dẫn có tổng trở lớn hoặc là khá là dài đấy chẳng hạn, thì lúc đấy cái áp rơi trên cái dòng qua tải này nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái tổng trở của cái dây dẫn này. Lúc cái trở của cái đoạn mạch nhá, nó không phải là cái cột tải nữa mà còn phụ thuộc vào cả cái dây dẫn nối nữa. Ok, đó, thì lúc đó cái dòng nó sẽ không phải là bằng trực tiếp cái U mà chia cho giờ giờ tải nữa, mà phải chia cho giờ tải cộng với cả R của dây dẫn. Lúc đó thì cái Y qua tải nó sẽ không được như mình tính toán và làm cho cái mạch điện chúng ta nó không được chính xác. Tuy nhiên đối với nguồn dòng thì sao? Nguồn dòng là một cái nguồn mà bơm ra một dòng điện là một hằng số. Do đó thì cái khi cái dây dẫn này có tổng trở hay không ấy, thì cái dòng điện này nó đi qua cái mạch điện của đảo vẫn là duy trì được ổn định. Chính do đó thì rất nhiều cái đặc tính này nó sẽ được ứng dụng trong các cảm biến đo lường để cho cái phép đo được chính xác hơn. Trong mạch khuếch đại âm thanh thì cái dòng phân cực cho các transistor nó được ổn định sẽ dẫn đến là cái âm thanh, chất lượng âm thanh nó sẽ cho ra tốt hơn, nó không bị méo tín hiệu khi mà cái dòng điện thay đổi do nhiệt độ của linh kiện nó nóng dần khi hoạt động, thì cái nguồn dòng này sẽ được ứng dụng rất là nhiều trong các mạch khuếch đại âm thanh và các mạch khuếch đại đo lường. Thì để hiểu đơn giản như này, các bạn sẽ thấy là một cái mạch nguồn dòng nó sẽ được thường được thấy ở trong các cái bộ cấp nguồn chuyên nghiệp. Những cái bộ nguồn dòng sẽ cần phải có mạch điện tử để khống chế, vì bản thân cái nguồn dòng không tự sinh ra, không có, mà là phải do có một cái mạch điện tử khống chế giám sát cái dòng điện này. Và bản chất của nó là vẫn sinh ra từ cái nguồn áp mà thôi. Vì muốn có dòng điện chạy qua một đoạn mạch thì phải có sự chênh lệch điện áp, tức là có một hiệu điện thế. Do đó thì bản thân nguồn dòng phải là một cái nguồn áp. Tuy nhiên cái dòng điện của nó được khống chế bằng mạch điện tử, nên là các bạn sẽ khó thể quan sát được một cái
nguồn cụ thể ở ngoài ngoài đời nên là do đó thì hầu hết là đối với người thợ sửa chữa thì sẽ thấy là nó không phổ biến. Tuy nhiên thì với một người thiết kế điện tử thì sẽ có cần phải hiểu về cái nguồn dòng này, vì bản thân cái mạch nguồn dòng nó là một cái mạch điện, nó khống chế một cái dòng ra trong một cái giải áp mà cái bộ nguồn cấp trước cho phép. Ok, ví dụ đây là một cái mạch nguồn, cái nguồn điện cung cấp được ra có hai chế độ, một là nguồn dòng và một là nguồn áp. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây, ở đây là đang là cái chế độ là CV, tức là constant voltage, tức là chế độ ổn áp. Đấy, ở đây là chế độ ổn áp. Cái này áp nó sẽ được ổn áp ở đây là 2V. Tuy nhiên tôi có thể chuyển nó sang cái chế độ là nguồn dòng bằng cách là thiết lập một cái dòng điện cho nó ở bên này. Ví dụ ở đây tôi có một cái ắc quy là 6V. Bây giờ tôi sẽ lạp cho hai ắc quy này thử xem. Muốn làm như thế thì các bạn sẽ cần phải là cấp nguồn cho nó bằng cái áp lớn hơn cái áp của ắc quy để có thể là có một dòng điện chạy được bộ nguồn cấp vào cho ắc quy được. Ở đây tôi sẽ set up cái bộ nguồn của tôi thành 15V. Nhập volt về đây, enter number và nhập 15. Đầu ra lớn nhất của nó có thể là 15V. Và tôi muốn nạp cái dòng điện này với dòng nạp 1A thì tôi sẽ khống chế cái dòng điện nó bằng cách nhập cái dòng điện này là Q dần, tôi sẽ nhập là 1A. Ok. Thì vậy, như vậy là ở trong cái nguồn điện như này thì cái bộ nguồn này đã được set up là với áp ra có thể ra lớn nhất là 15V và cái dòng điện được ra tối đa là 1A. Tôi sẽ mắc vào tải và các bạn sẽ xem là nguồn dòng nó hoạt động như thế nào. Ở đây là cái dòng điện nó hiển thị cho phép này. Tôi sẽ nạp ắc quy cho các bạn xem. Và các bạn sẽ thấy là 1A. Đồng thời là cái chữ ở đây tôi sẽ chọn A. Tuy nhiên thì cái ắc quy này nó đã đầy với cả cái nguồn cấp, do đó thì cái dòng nạp không còn được như 1A nữa. Đấy, dòng nạp đã bị giảm xuống do cái hiệu điện thế của ắc quy nó đầy gần bằng cái nguồn cấp. Ok, bây giờ tôi sẽ sử dụng cái bộ nguồn này để nạp điện cho cái ắc quy 6V. Ở đây cái bộ nguồn này đang hiện tại đang để hở mạch, nó sẽ là 15V là tối đa. Đây là cái ắc quy 6V, tôi sẽ kẹp nó vào. Kẹp cấp nguồn vào. Hãy nhớ một mạch nguồn ổn áp nhá. Mà với cái nguồn điện là 15V này, khi nạp vào ắc quy 16V thì nó sẽ giao cho dòng điện nạp vào vô cùng lớn, có thể gây đến hỏng ắc quy. Tuy nhiên thì với cả một cái mạch nguồn dòng, cái bộ nguồn cấp dòng này thì các bạn sẽ thấy nó được khống chế bằng 1A. Và cái màn hình đã chỉ thị đánh CC, tức là ở chế độ là nguồn dòng constant current. Đó. Và cái áp ở bên này đó là hiển thị là 7V. Đấy là do cái ắc quy này đang được tích đầy. Còn bài bình thường cái bộ nguồn này để hở tải nó sẽ là 15V. Các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ bỏ cái này không sạc nữa thì các bạn sẽ thấy nó sẽ trở về 15V. Đấy, 14,98V.
Tuy nhiên khi tôi nạp vào thì cái app của cái bộ nguồn nó sẽ tự động được ghim bằng cái ắc quy này bởi cái tải của chúng ta. Nhưng cái dòng sẽ được khống chế thành cái dòng sạc là 1A. Ok, thì đấy là các bạn đã có hình dung ra được một cái mạch nguồn ở chế độ hoạt động và nguồn dòng nó sẽ như thế nào. App có thể thay đổi ở đầu ra phụ thuộc vào tải, nhưng dòng là một hàng số. Cái chế độ này cũng sẽ được sử dụng nhiều trong cái việc mạch ổn áp để đưa một cái dòng thích hợp qua một con linh kiện, chẳng hạn như con diode ghim Zener. Các bạn có thể quay trở lại về điện tử cơ bản của tôi, nói về cái phần diode Zener để hiểu về nguyên tắc hoạt động của nó. Khi một con diode Zener có một dòng điện ngược chạy qua nó cũng ổn định thì cái áp của nó sinh ra cũng ổn định. Vậy lý do đó trong mạch điện, các bạn khi mà ai hiểu về cái mạch nguồn thì chúng ta sẽ thiết kế một cái mạch nguồn dòng đi qua con diode Zener này nó cực kỳ ổn định, thì khi cái dòng qua con Zener ổn định thì cái áp của nó sinh ra áp ngược rơi trên nó thì cũng sẽ ổn định theo, và do đó thì sẽ ổn áp được rất là tốt. Ngoài ra thì cái này thì các bạn sẽ thấy là đây một nguồn này, nhưng tuy nhiên thì có thể sử dụng để trong thắp sáng đèn led, với khi biết dòng qua led là một dòng cố định là bao nhiêu này, được lạp được ắc quy với một dòng được cố định như nào. Ok, thì sau video này các bạn đã hiểu hơn được một phần nào đó về nguồn điện, và cụ thể hơn đó là nguồn dòng là gì, tại sao gọi là nguồn dòng, cũng như là ứng dụng của nguồn dòng trong thực tế. Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục kỹ thuật điện tử. Hẹn gặp lại các bạn trong những video về thực hành điện tử chuyên sâu hơn nữa. Bye.